Hello mọi người, tiếp tục hôm nay là một ngày sáng đầu tuần rất là nhộn nhịp ở tại công ty của Huy. Thì hiện tại thì bên Huy đang chuẩn bị rất là nhiều đơn hàng. Hôm nay thì sẽ là một gọi là một chuyến đi về khu vực dưới Đồng Nai. Trong đây là anh em đang đóng hàng này. Hôm nay thì bên Huy sẽ giao hai bộ sân khấu. Cái bộ đầu tiên thì bên Huy sẽ đi nâng cấp cái bộ âm thanh cho anh Đàn Nhạc Minh Quân ở Long Thành này. Thứ hai là sẽ bàn giao thêm một bộ âm thanh nữa cho anh khách hàng cũng ở dưới Đồng Nai luôn. Đây là anh em đang đóng ở trong này rồi. Và chưa hết đâu, còn bên này nữa, hôm nay là cũng đi loa kéo luôn. Loa kéo rất là nhiều. Đây bên này là loa kéo này. Đây là những cấu hình loa kéo và bên Huy gọi như là đã set up sẵn, đã đóng gói sẵn. Và trong chuyến đi ngày hôm nay là sẽ bàn giao luôn cho anh khách hàng ở dưới Đồng Nai 3 bộ loa kéo. Đây là một bộ loa kéo khủng đã xong rồi. Đây vào trong này mọi người có thể nhìn thấy là bên Huy đang thế này set up trong này. Đó, đây, trong này thì còn đang còn set up nữa. Đó, thì nói chung là lát nữa Huy sẽ có video gọi như là bàn giao trực tiếp hai bộ âm thanh và ba cái bộ loa kéo để cho mọi người xem luôn. Đó, bây giờ thì gọi như là cái khâu đang chuẩn bị bắt đầu chuyển hàng lên xe và đi xuống dưới Đồng Nai. Một lần nữa thì Huy xin cảm ơn mọi người đã gọi như là luôn theo dõi cho video của Huy và ủng hộ cho video của Huy trong suốt những thời gian vừa qua nha. Và sắp tới thì bên Huy gọi như là đang triển khai thêm một cái mảng dịch vụ nữa để hỗ trợ khách hàng gọi như là bảo trì, bảo hành, bảo dưỡng tận nhà cho mọi người. Cho nên mọi người yên tâm ha, bên Huy đang triển khai dịch vụ. Và hôm nay là ngày 11 rồi, ngày 11 của tháng 11 rồi. Thì dự kiến là cái dịch vụ này bên Huy sẽ ra mắt vào cuối tháng 11 này. Thì mọi người cùng đón xem cái chương trình dịch vụ mới của bên Huy nha. Ok, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây thì hiện tại thì Huy vừa mới tới, đây là hẻm 530 Tô Ngọc Vân, đang đợi anh khách ra dẫn vô. Trời nắng, hôm nay là nắng thực sự luôn. Ở miền Trung thì hôm nay là đang ảnh hưởng bão và Sài Gòn hôm nay rất là nắng. Ở đâu anh? Chạy vô chút xíu nào. Ok anh, vô xa không? Không, vô khoảng 100 mét nó tới rồi. Ok rồi, chắc để em đi bộ. Ủa cái này là mình có rồi mà vẫn mua thêm hả anh? À có nghĩa là bộ cũ là sau này là cho bên mẹ anh bên này. Rồi mình dùng bộ mới này. Nhà không có gì ngoài loa, quá trời loa này. Đây là có, ủa cái này là loa kéo chứ anh nhỉ? Đây là anh có cái loa kéo hình như là 40. À thế là có nghĩa là cái loa với cái chép là mình lấy được cái thùng đó mình bỏ qua cái thùng này mình lắp thôi. Dạ. Loa kéo. Xúc điện. Đây là xúc điện 30 này. Dạ. Đây là có bộ loa cây, cái này là hình như là loa 2 tấc. 2 bát 2 tấc với lại 2 chép. Chịu chơi. Đầu tư hẳn một bộ mới này. Anh ơi, anh ơi, thu thiên thơ. Ôi người vì ta qua phong ba. 3 1 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 1 đi 3 4 5 6 6. Mở bên thôi. Và đây là dùng ba nút này thôi, nút set này không sử dụng tới. Rồi ok, như vậy là xong điểm 1. Rồi cảm ơn anh. Dạ ok nhé, cảm ơn anh. Quên. Đấy mọi người vào đây, quên cái phần quan trọng. Test xong rồi mà lại quên giới thiệu cấu hình. Ở hôm nay thì bên Huy đây là đang lắp một cặp loa 30 này. Loa 30 với lại cái dàn máy như thế này. Đây là một cục đẩy Cora KA2860. Thì cái này nó có thể đánh được cho hai cặp 30. Và đây là một vang số X6 và một bộ mic IT680F thôi. Đó.
À, đơn giản gọn gàng như vậy thôi. Ở hôm nay là một hành trình khá là dài. Mọi người nhớ cố gắng đón xem video của Huy nhé. Do là hôm nay là coi như là đi nhiều quá, đi 5 chỗ mà để mà tách ra 5 video thì nó dài quá. Gọi là nó nhiều quá, bây giờ là gom hết lại một video luôn. À, mọi người nhớ đón xem nha. Nhân dân khu phố Hưng Lộc. Ở đây hiện tại thì Huy đã đến điểm số 2 ở tại Bình Dương rồi. Thì như mọi người vừa mới xem video thì Huy vừa mới bàn giao một cái bộ dàn karaoke cũng cho khách hàng ở Bình Dương luôn, nhưng mà cách đây khoảng 10 cây số. Bộ đó là gọi như cái giá rất là bình dân. Chọn bộ chỉ có 21 triệu thôi nhưng mà cái âm thanh nó rất là hay nhé. Bây giờ là tiếp tục là điểm thứ 2 để bàn giao loa kéo. Đây trên này có hai bộ loa kéo này. Bộ này giờ sẽ bàn giao cho khách ở đây. Còn bộ này thì sẽ đi Đồng Nai. Và chiếc xe còn hai dàn nữa. Đợi lâu quá nhỉ? Ta cứ để ở đây đã nhé. Rồi, cứ lại. Đây, xin mời mọi người vô đây xem. Xem cấu hình loa kéo của anh khách hàng ở Bình Dương ở đây. Đây là bộ loa kéo này, cấu hình. Bốn thiết bị. Đẩy bốn kênh. Vang cơ B3. Nâng tiếng Idol 200 và mic IT680F. Đây là hai bát 40 và trên là hai check. Cấu hình 17.500.000. Ok, bây giờ mọi người đợi bên Huy gọi như là test thử nhé. Thử chất âm xem thế nào. Thôi được rồi, thôi được rồi. Cảm ơn anh. Dạ, thôi giờ tranh thủ thôi. Dạ. Dạ. Còn tới 3 điểm nữa lận. Rồi, ok mọi người, bây giờ tiến hành lên đường tiếp. Tiếp tục lên đường đến điểm thứ 3 ở tại Đồng Nai. Bây giờ mình xuống cái bộ dàn của bộ dàn setup, bộ dàn trước đúng không? Ok, vậy giờ đi nâng cấp dàn âm thanh. Bây giờ là cũng đã 7 giờ rồi và bây giờ thì Huy mới đến điểm thứ 3 ở tại Đồng Nai. Ở hôm nay thì cái điểm này là sẽ gọi như là nâng cấp âm thanh, nâng cấp loa. Mọi người cùng qua đây xem bên Huy nâng cấp cái cấu hình âm thanh cho anh khách ở dưới đây ha. Đây cấu hình này là toàn bộ là sử dụng loa Array. Hai cặp Array 40 đơn IT đồng bộ Neo. Súp hầm đơn Sequin Vega. Đây, bộ này là còn kết hợp thêm một cặp full đôi này, đôi 40 đồng bộ Neo. Cái này là hôm bữa là mới lấy của bên Huy về. Ủa cái này còn một cái nữa đâu rồi chị? Dùng một cặp luôn. Là một bộ này là đánh một cặp súp đơn này. Hai cặp Array 40 IT và một cặp full đôi 40 nữa. Đó. Đây là bộ máy. Bộ máy thì hầu như là 90% là của Huy hết. Toàn bộ là đây là mixer CMS 1000 cao cấp. Quản lý nguồn điện. Mic IT 800. Cốt số 260. Ở đây là mọi người thấy cái đẩy Cora 4 kênh K10 Bluetooth. Thì thời gian gần đây là Huy lắp rất là nhiều. Thì cứ một kênh là đánh cho một cặp Array. Hai kênh là hai cặp, hai kênh còn lại đánh cho hai chiếc full đôi 40. Và đẩy GSS 5002 là cũ của anh khách là để lại để đánh cặp súp đơn 50 này. Ủa hình như cái súp này là đợt trước là cái súp của em đó đúng không? Đấy như vỏ của Huy đó. À là vỏ của em nói à? Thằng nào nhìn thấy cái súp quen thế. Rồi chuẩn bị lên sóng. Chuẩn bị lên sóng thử xem. Tôi có súp. Mới chạy Array thôi. Tôi có súp mọi người. Ok bắt đầu giờ lên súp. Súp chạy nhưng mà hơi nhỏ. Không biết là bị vấn đề gì nhưng súp hơi nhỏ. Cái tiếng súp nó hơi nhỏ chứ mày ạ. Nó chạy qua bên. Một bên không ăn.
Nghe thử cái array có thấy nó khác thế nào không anh? Đây. Phê không? Chùm loạt cây đây. À chùm loạt cây. Xúc đôi. À. Xúc đôi và 4 cây trồng lên nhau. Xem ba gác. Dạ. 3 4 5 6 6 okay, 2 bây giờ là đến 1, phần set mic. Đi 2 1 2 3 4 5 6 đi. Đi 2 3 4 5 6 1 đi. 2 3 Ok bây giờ bắt đầu hát thử mọi người nhé. Hát thử gia lộc để mình lộc, lấy may mắn làm ăn. Ok rồi, rồi em cảm ơn chị và hai anh chị và gia đình nhá. Dạ. Thì có vấn đề gì cứ alo bên em hỗ trợ. Dạ, nói chung là cái gì hỗ trợ được thì em sẽ cố gắng hỗ trợ cho mình nhanh nhất có thể. Dạ. Ở đây. Dạ. Mấy anh em. Dạ. Chào anh. Chào mấy anh em. Thôi mấy anh em ngồi chơi vui vẻ ha. Bây giờ là thầy nào giáp dàn hay giáp 4 5 dàn thì liên hệ nhanh đi, ngày mai xuống luôn làm cái. Anh em mình tập trung. Dạ thôi em đi các anh nhé. Rồi em đi chị ơi. Dạ, dạ. Tranh thủ. Đó, ok mọi người. À, và như vậy là bên Huy vừa mới gọi như là set up và nâng cấp cho anh khách hàng ở đây là bộ âm thanh là gọi như đã xong toàn bộ loa array IT của bên Huy. Tiếng là gọi là sáng và đi xa rất là ok. À, như vậy là cũng đây là cái điểm thứ 3 và đã hoàn thành và bây giờ tiếp tục là qua điểm thứ 4, bây giờ là 9:30 rồi. Qua điểm thứ tư cách đây khoảng 3 cây số cho một cái nhà hàng. À, bây giờ mọi người theo Huy ha, đi tới điểm thứ tư để xem bên Huy lắp đặt, lắp mới hoàn toàn một bộ âm thanh cho anh khách hàng ở đó. Ok, xin mời mọi người. Hiện tại thì Huy đang có mặt tại điểm thứ tư. Đây là nhà hàng Ruby Garden, là nhà hàng tiệc cưới. Hôm nay thì Huy sẽ lắp mới một bộ âm thanh cho nhà hàng này. Và xe thì bên Huy đã gọi như là đã đến từ trước và đã chuyển hết loa vô bên trong rồi. Và bây giờ đi, xin mời mọi người vô trong xem cấu hình hôm nay Huy sẽ lắp cho nhà hàng Ruby Garden để xem cái cấu hình hôm nay Huy lắp là như thế nào nhá. Hơi trễ rồi cho nên là sẽ cố gắng làm nhanh thôi. Ok, đây là sảnh cưới hôm nay bên Huy sẽ lắp ở đây. Không gian thì cũng tương đối bề ngang, chắc khoảng 10 mét. Dài đây chắc khoảng 25 mét, ngang 10 và dài 25. Nhưng là không gian kín thì âm thanh không cần quá lớn và đòi hỏi cái độ sạch sẽ và chi tiết rất là cao. Đó. Đây bộ loa này, bộ loa bên Huy đang chuyển lên trên sân khấu này. Loa này là mọi người có thể thấy full, là toàn bộ là full, là loa từ neo hết toàn bộ. Hai cặp full đơn 40 bát neo và chép neo. Và đây là súp. Súp đơn 50, côn 100. Cái này thì
phía trên này làm sân khấu, theo như Huy thì loa để dưới này nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà loa ở đây thì hình như là đây trong này có một cái nhà vệ sinh, đúng rồi, cho nên là không có chỗ bắt buộc phải để trên sân khấu. Cái này thì hơi chiếm diện tích một xíu. Đó, đây là cấu hình loa. Ok, đây là dàn máy này. Dàn máy mixer sao rap MFX và quản lý nguồn mic AT và vang số cũng đẩy hai kênh 1002, cái này là Huy đánh hai cặp full này, và đẩy xe mưa đánh một cặp súp. Thì như cấu hình này mọi người có thể thấy là Huy sử dụng mixer sao rap, vì là toàn bộ là hệ thống xử lý tiếng mic là xử lý ở trên con vang số rồi. Nếu như không vang số thì chúng ta sẽ sử dụng mixer Denacord cho cái tiếng echo và reverb nó hay. Mà có vang số thì chúng ta chỉ cần đi bàn sau ráp để chúng ta lấy tín hiệu nhạc thôi. Còn toàn bộ mic xử lý trên này hết toàn bộ. Mọi người nghe thử nhé, nghe thử cái chất âm của vang số khi mà xử lý toàn bộ hệ thống âm thanh này trong cái không gian kín như này, để xem cái chất âm nó như thế nào, có sạch sẽ hay không ha. Ok, bây giờ là chuẩn bị lên. Giờ 10 giờ đêm nó mới lên nhạc. Từ trước hồng gửi thăm tôi, năm nay thì sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong tôi, thứ này anh không nói. Từ viết còn dài nhưng tôi, năm nay thì sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết con xin mẹ tha thứ cho con, phận làm con chưa hiếu chưa chồng, cha mẹ già ngày đêm tâm tao sớm buổi chiều quên con mẹ quanh hiu. Những xe nào xe ngắn không ra, vì trường kia đôi hồng con rồi. Tay mẹ cầm lá thơm đo dấu, nắng nhạt hoa hai hàng lệ tuôn rơi. Anh không về được nữa đâu em, vì trường kia đôi hồng anh rồi. Chờ một ngày mẹ cha chờ một ngày người ta xử phạt, con sẽ về với làn khói hư vô. Người yêu ơi em, lời thề xưa anh vẫn chưa chọn. Tiếc làm gì đời trai lầm lỡ, mất em rồi mất cả người anh. Ok, và như vậy đã xong. Xong hết toàn bộ quá trình lắp đặt và setup. Xong ở đây là điểm thứ tư này. Và bàn giao xong ở đây phát là Huy lại tiếp tục qua điểm thứ năm, là bàn giao tiếp một bộ loa kéo khủng nữa. Mọi người cùng đón xem nhé. Vậy là em nhận đủ nhé. Rồi cái này em gửi anh. Vậy là ra động để chúc nhà hàng mình làm ăn luôn được may mắn và gọi là được nhiều khách hàng ủng hộ. Ok, em cảm ơn anh. Dạ ok, rồi em cảm ơn anh. Dạ ok. Cái này em không cần, em gửi hóa đơn lên luôn. Dạ. Tại vì một cái hóa đơn bổ sung ấy. Dạ. Rồi ok, em xin phép, cảm ơn anh nha. Ok anh. Rồi bây giờ lên đường tiếp này mọi người. Tiếp tục qua điểm thứ 5. Giao loa kéo khủng cách đây khoảng 8 km. Mọi người cùng theo Huy ha. Bây giờ là gần 12 giờ đêm luôn rồi và Huy mới tới gọi như điểm cuối cùng của ngày hôm nay tại Đồng Nai luôn, bàn giao loa kéo. Này mình chơi ở nhà anh hay cho đi thuê? Cứ chơi thử được thuê loa. À, trước mắt là chơi ở nhà đúng không? Đóng cửa là chơi.
giặt cái bàn cửa. Nhanh mà, cái này có phần mềm sẵn. Đây là bộ loa kéo 3 bát, mic IT680 nâng tiếng Idol, vang X6 và đậy 4 kênh Cora. Đó. Hai chép bên trên và bên dưới là 3 loa, một loa bass 50 và hai loa full 40 ở hai bên. Này mới chơi 3 cân đúng không? Một cân đánh hồi như một kênh đánh cả 40 rồi. Hôm nay đi em giao dàn anh ở dưới kia mọi nhà cũng toàn loa không. Xuống nơi anh cũng nhà cũng loa. Trên nhà cũng loa, dưới bếp cũng loa, giờ bộ này là bên ngoài cũng loa luôn à. Ok, rồi đủ đây. Rồi, cảm ơn anh. Nút này này. Nút music là nhạc. Đó, đóng lại là nó về số 0 là nó không hát nữa, mà muốn lớn nhỏ thì mình tăng lên. Đúng không? Và mic là 45, tôi đang mặc định là 45 đây. Thôi rồi, em về nhé. Cảm ơn anh. Dạ. Bây giờ là 12 rưỡi. À đâu, bây giờ hình như là qua ngày rồi chúng mày nhỉ. Qua ngày hôm sau luôn rồi á. Và em đi xuyên đêm. Qua giờ là gọi là sáng ngày hôm sau rồi. Đã xong điểm cuối cùng. Và bây giờ lên đường về lại thành phố. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.